Trường Hải Group nâng tầm cao mới, vươn tới tương lai. Dạ, xem truyền hình có những đồ vật đã trở thành những điểm đặc trưng của một con người bởi vì nó quá gắn bó với con người đó. Và ngày hôm ra tôi trong chiếc mũ này, nhưng nhìn chiếc mũ này thì quý vị có nhận ra là đó là một điểm đặc biệt gợi nhớ đến ai không ạ? Vâng, và bây giờ nhạc sĩ này sẽ xuất hiện ngay bây giờ trong trường quay của chúng ta, đó là nhạc sĩ Nguyễn Cường. Tôi đã ngả mũ ra chào rồi nhưng nhạc sĩ vẫn không chịu nhấc chiếc mũ của mình ra. Vì sao ạ? Vì không nhất thiết là phải bỏ mũ ra mới gọi là chào. Mình gật đầu, mình chào, mình cười, đó là chào rồi. Vâng. Đúng không? Nhưng mà vì sao mà chúng ta lúc nào cũng phải đội mũ như vậy? Có một lần thì từ năm 1986 tôi đi quay một cái phim về âm nhạc với lại đạo diễn Long Vân, thì lúc đó thì tình cờ thì có một người bạn đi Australia về tặng tôi cái mũ. Thế thì ông Long Vân mày đội thử xem nào. Đội xong thì lúc quay về ông Long Vân nói tôi là Cường ạ. Mày mà bỏ cái mũ ra ấy thì mày mất 50%. 50% của cái gì ạ? 50% của tất cả con người chứ. cả cái tác phẩm đó chứ. Bỏ kính thì mất 25%, bỏ râu mất 25%, chả còn cái gì. Cuối cùng là thế, cho nên tôi thấy rằng khi nào mình mà có một cái gì đó mình cảm thấy trân trọng thì có lẽ để tôn trọng mọi người thì mình nên mang cả 100% của mình ra. Chắc là nhạc sĩ đi ngủ phải bỏ mũ chứ ạ? Không, ngủ tôi nghĩ là cũng phải đội mũ vì sợ là trong giấc mơ mình thấy không phải là mình nữa. Ồ, thế ạ? Đến mức như vậy có nghĩa là nó đã trở thành một phần cơ thể của mình, một phần danh tính, định danh của mình. Có một lần, cách đây là khoảng 5-6 năm, trên tôi đang đi bộ trên sông Hàn. Hôm ấy thế nào đi ra ngoài đường lại quên, không đội cái mũ. Mà tôi đang đi thì tôi thấy có ba người phụ nữ cũng tuổi cũng khoảng 40 gì đấy. Thế mà đi ngược lại tôi, vừa chạy thể dục vừa nói một câu và tôi thấy đúng là một cái kỷ niệm khó quên. Và nói một câu quá đỉnh cũng rồi, đề nghị đội mũ. Thì tức là rõ ràng là một cái tình cảm của rất là vui của công chúng. Người ta muốn ở mình một cái gì đó nó đúng cái hình ảnh mà người ta nghĩ. Có phải là nhạc sĩ là người mà khi người ta thích nhạc sĩ thế nào thì nhạc sĩ sẽ chiều cho như thế không? Trước tiên là tôi thích như vậy. Tôi thích như thế bởi vì là tôi thấy như thế là ở cái hình ảnh mà tốt nhất, đẹp nhất. Tốt nhất, đẹp nhất trong con mắt của người khác. Trong mắt của chính tôi. Nếu được ví mình với cả một con vật thì nhạc sĩ ví mình với con gì? Ví con đại bàng. Đại bàng thì mình được bay được nhiều và mình cảm thấy rằng mình vùng vẫy được và mình cảm thấy mình không bị sợ. Thế trong cuộc đời thì nhạc sĩ sợ cái gì nhất ạ? Tôi rất thích là chơi trò chơi sợ vợ bởi vì tôi nghĩ rằng cuộc đời cũng phải có cái gì để mình sợ chứ. Thế còn công chúng? Mình yêu chứ sao lại sợ. Niềm đam mê lớn của nhạc sĩ là gì ạ? Nghĩ là không phải là chỉ đam mê đâu. Nó còn cao hơn cả cái đam mê. Là nỗi khát vọng. Khát vọng âm nhạc. Và giống như là những cái con tầm mà muốn nhả ra tơ thì nó cũng phải có một cái thức ăn nào đó. Vậy thì chất liệu để làm ra âm nhạc của nhạc sĩ lấy từ đâu ra? Trước tiên là những chuẩn bị cơ bản. Thì tôi đã được có một đào tạo về âm nhạc cổ điển. Mình được tiếp xúc với sự những chuẩn mực âm nhạc lớn trên thế giới. Và cũng trong lúc đó là tôi lại cũng được bắt đầu tiếp cận tới được học dân ca Bắc Trung Nam của những cái nghệ nhân mà trường nhạc mời đến dạy. Ngoài ra khi ra cuộc đời thì tôi lại cũng rất là được cái may mắn được tiếp cận với lại âm nhạc dân gian Tây Nguyên. Đấy. Và tất cả đó chính là cái nền tảng vững chắc. Nhạc sĩ có phải là một người rất thật thà không? Tôi chẳng biết khái niệm thế nào thật thà. Nhưng mà tôi không thích sự gian dối. Câu hỏi cuối cùng chúng tôi là nhạc sĩ có biệt danh gì? Gần đây một số giải báo hay gọi là chàng cao bồi, phú học bạc. Thì tôi thấy những cái khó đó cũng vui. Nhưng mà tốt nhất là Nguyễn Cường thôi. Không phải giấc mơ, tôi xin nói đó là cuộc chiến đấu.
vừa rồi trong căn phòng sáng tác nhạc chúng tôi thấy nhạc sĩ có bộ sưu tập các loại mũ từ to đến nhỏ. Và tất cả đều xuất phát từ một nơi hay là nhiều nơi ạ? Rất nhiều kỷ niệm. Có những cái mũ mà bé xíu. Có mũ bé xíu của một người cho đến hiện nay tôi cũng không biết đó là ai. Tôi nhận được một cái điện thoại của một người nói rằng tôi đi nước ngoài về. Tự nhiên tôi nhớ tới anh, tôi tặng anh cái mũ này. Cái mũ này là của một nhà sư mang từ Mỹ về và tặng tôi trong một cái buổi là khởi công xây dựng lại chùa Châu Lâm ở Huế. Tôi là không phải là người tài tiếp sưu tập gì cả, nhưng mà tự nhiên là rất nhiều người cứ yêu quý mình như thế thì mình giữ lại, như là giữ lại cái tấm lòng của mọi người. Đối với cả nhạc sĩ thì tình cảm là cái quan trọng nhất. Tình yêu mà người ta dành cho nhau là quan trọng nhất trong tất cả. Vâng. Cái điều này đã được thể hiện trong sáng tác của nhạc sĩ như thế nào? Tình yêu là nòng cốt của tất cả. Một bài hát mà tôi không đọc được tình yêu ở trong đó thì tôi thấy rằng chả có đáng gì. Xin cảm ơn nhạc sĩ vừa chia sẻ quan niệm sống, quan niệm sáng tác của mình. Rất là thú vị. Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ là chiến lược cuộc đời. Làm thế nào một con người có thể định ra được cái con đường mà mình sẽ đi trong cuộc đời, trong sáng tác của mình, trong cả một cái sự nghiệp của mình. Anh ta đã hình thành cái con đường này như thế nào? Và chúng ta hãy cùng trò chuyện với nhạc sĩ Nguyễn Cường để tìm hiểu sâu hơn về chủ đề này. Nhạc sĩ vừa nói là phải có tình yêu. Và nói đến Nguyễn Cường thì một cách giống như là người ta nghĩ ngay đến chiếc mũ này này, người ta nghĩ ngay đến Tây Nguyên. Không thể nào chối bỏ được. Vậy thì nhạc sĩ đã bắt đầu yêu Tây Nguyên từ bao giờ? Tốt nghiệp cái trung cấp âm nhạc năm 1964-65 gì đấy. Và tôi đã được phân công về đoàn ca múa Tây Nguyên. Đến năm 1981 thì là tôi được mời. Mà cái mời nó, cái nó là một cái duyên. Nó là một cái duyên gì đấy. Có mà phải rất, là... rất là kỳ lạ. Ông đoàn trưởng đoàn ca múa Đắk Lắk lúc đó là Quốc Cường. Ông ấy đến, ông ấy mời Trần Tiến. Và lúc ấy thì tôi nhìn thấy là anh em chơi với nhau thân. Thì ông Trần Tiến bảo là Trần Tiến nó nghĩ đi vào đấy, vào tận Tây Nguyên xa xôi đấy mình buồn. Tiến nó nói một chỉ có một điều kiện duy nhất thì phải mời thêm các bạn tôi nữa. Thế thì Quốc Cường cũng đồng ý. Nhưng mà nó khổ thế này. Quyết tâm đi vào Tây Nguyên là tôi thấy là không có, hầu như không có lớn. Hoặc là không có. Bởi vì hẹn nhau là đi vào Sài Gòn. Rồi từ Sài Gòn người ta đoàn công một Tây Nguyên xuống đón. Đón ông Trần Tiến. Còn tôi thì tự phải mua vé bay để vào Sài Gòn. Nó bảo đông đi. Thế cùng tôi phải tức ép với Thụ. Thế và Thụ nó bảo thôi bây giờ Tiến ạ. Người ta mời mày chứ đâu mời Cường. Bây giờ mày thì thôi mày đi lên thế rồi mày về cũng được. Để Cường lại. Và quả nhiên đúng thế. Tiến lên 2 ngày Tiến về. Và tôi ở lại. Và bắt đầu cuộc chiến đấu 8 tháng liền. Mà khi vào đấy thì là tôi cảm thấy rằng tôi không phải là tôi nữa. Tôi thích cái gì nó khác mình, nó hoang dại. Tôi đến chợ, tôi vào chợ Buôn Ma Thuột, tôi còn nhớ là tôi không nghe tiếng Kinh đâu. Tôi nghe đồng bào toàn nói tiếng dân tộc, tôi không hiểu cái gì cả. Nhưng mà chính vì không hiểu tôi rất thích. Đặc biệt là tôi được nghe dân ca đi thì tôi bị hoàn toàn bị choáng ngợp. Ví dụ như thế nào? Dân ca đi hoàn toàn khác với dân ca Gia Rai, dân ca Bana. Khoác đến một độ là mình bị choáng ngợp. Rồi họ đánh chiêng, đánh khác. Thí dụ như là đó là một cái điệu cơ ướt của ghế đi. Thế rồi cái điệu ai ray rồi đánh chiêng khác, đánh chiêng của người Gia Rai họ đánh chiêng rất trữ tình. Người đi anh chị khác, người anh chị là đánh là và điều gì đã xảy ra để kết thúc cái 8 tháng đó kéo nhạc sĩ khỏi cái giấc mơ đẹp và trở về với thực tại? Không phải giấc mơ, không phải kéo giấc mơ đẹp. Đó là một cuộc, tôi xin nói đó là một cuộc chiến đấu. Chiến đấu thế này, khi tôi đến nơi thì lúc đó biết là đoàn ca múa Đắk là ông này ông đến ông muốn là mình làm một chương trình để đi thiệu diễn. Chứ không phải là đi một cái sắp tắc cho công nông trường rồi hát xong vui vẻ đi về. Khi tôi làm cái trình đó thì tôi bị cái phản đối rất là ghê gớm của những người rất là có trách nhiệm. Bởi vì họ thấy khác quá, tôi không chấp nhận được. Đặc biệt có một ông nhạc sĩ mà tôi nghĩ rằng không phải là ông ghét cá nhân tôi. Mà giữa tôi và ông ấy cái nhận thức khác nhau. Ông là phó giám đốc Sở Văn hóa Thông tin. Sở Văn hóa Thông tin. Ông đã nói là tôi viết như này là đi sai đường lối của đảng. Ví dụ như bài của Gia Lên Dễ chẳng hạn.
Bài đấy hay, rất là hay, à, mặt trời đung đưa, lên. Đung đưa, tiếc cười đung đưa thế. Vâng. Thì ông gặp ông Vũ, ông nói thế này thì có chết tôi không? Ông bảo là ông này là đi sai đường lối, dám ca ngợi một cái cô bé không phải Động Tiến, không phải Dễ Thương nhá, đó là một cái đường sai lối của Đảng nhá. Thứ hai, lúc bây giờ tỉnh đang có một cái vận động là đi làm lúa nước, thế mà ông lại nói là lên dãy, tức là ông phản lại cái đường lối của cái đường lối chủ trương của Đảng của tỉnh là đi làm lúa nước. Đến lúc mà đoàn ca múa chuẩn bị đi hội diễn thì phải duyệt, cái hôm tổng duyệt, đặc biệt là ở đấy là có ông Nghi Ngông Nhất Cơ Đâm là bí thư tỉnh, ông rất quan tâm tới văn nghệ, tới văn hóa đời sống của đồng bào, chính bí thư đến duyệt, đến tổng duyệt, mà cái linh cảm của ông thì ông ấy rất ủng hộ tôi. Nó lại có một cái việc rất là, tôi cho là rất là số phận, thì ông Nông Quốc Chấn, thứ trưởng Bộ Văn hóa, trưởng ban tổ chức cái hội diễn, thì ông lại đăng ký ông bay từ Hà Nội bay vào Sài Gòn, thì ông lại rất là thân với ông Nghi Ngông, ông bay qua Đắk Lắk, ông thăm ông Nghi Ngông đấy, xong rồi từ Đắk Lắk ông đi vào Sài Gòn, thế thì có thứ trưởng đến thì ông mời thứ trưởng đến dự luôn cái buổi duyệt đó, thế thì là chương trình diễn lên, diễn ra thì có thứ trưởng phải mời thứ trưởng phát biểu trước chứ. Vâng. Ông nó cố chấn ông lên mà đây là một trình rất là hay, rất đúng đường lối của chúng ta. Chúng ta đang cần cái gì, hào cái khí, cái khí thế mạnh mẽ của người Tây Nguyên, rất đẹp, rất dân tộc, rất chúc mừng các đồng chí. Thế lồng lưng ông đứng kia thôi, thế đoàn cứ thế đi nhé. Thế là cứ thế đi và đoàn đã thành công rất vang dội. Bạn hãy tưởng tượng rằng khi mà kết thúc đoàn ca múa Đắk Lắk, trong đêm diễn đó là bản concerto cho đàn đinh phá, thì tất cả hội trường vỗ tay như là vỗ tay rau gọt ấy và chạy lên ôm tung hô các diễn viên của đoàn. Thế và trong khi thì tôi thì là cũng bị gọi là bị choáng trong cái sự đó, mà tội nhất là ở trong cái toilet thì ông Quốc Cường gục đầu xuống khóc, cái người đoàn trưởng thì ông chịu tất cả các búa rìu, tất cả sự căng thẳng để chuẩn bị cho một cái chương trình. Trong những cái sáng tác đó có cái gì lần đầu tiên ạ? Nhiều cái lần đầu tiên. Trước tiên là lần đầu tiên giới thiệu một cái sự phát triển từ dân ca đi. Người ta nghe Tây Nguyên là người thường nghe là Ban Na và Gia Lai, thì lần đầu tiên người ta nghe AD. Cái thứ hai là một cái đàn mới ra đời. Và bây giờ cái đàn đó đã trở thành rất phổ biến của trong toàn đất nước rồi. Đó là cái đàn đinh phá. Đinh là cái ống, phá là vỗ. Đối với cả nhạc sĩ thì cái sự kiện này nó đóng vai trò gì trong cuộc đời sáng tác của mình? Tôi nghĩ là đó là cái mở đầu đầu tiên của tôi đến với Tây Nguyên. Sau sự kiện này thì nhạc sĩ quyết định điều gì? Tôi thực không có quyết định gì cả. Tất cả tôi nói là tất cả một cái nó như là một cái mệnh nào đó. Có một cái điều rất là nhiều khi có những lúc tôi cũng nản vì những chuyện nọ chuyện kia, nhưng mà mình cứ xa rời Tây Nguyên mình cảm thấy mình mất một cái gì, mình cảm thấy mình trống rỗng, cảm thấy trống rỗng kinh khủng. Và cái tình yêu của những người đồng nghiệp, của những người Tây Nguyên, nó cứ gọi mình vào rồi cứ thế, rồi bắt đầu từ đấy là lại cứ đi lại lại. Các tôi với Tây Nguyên nó như là gái trai yêu nhau ấy, còn thương nhau mới nó cũng trèo nữa, nhưng mà khi nó càng giận dỗi nó lại càng yêu hơn. Vì ta đã thấy mặt trời ngày nào trên cao nguyên, và ta lại thấy mặt trời rạo rực trên môi em. Vì ta đã thấy mặt trời ngày nào trên cao nguyên, và ta đã thấy mặt trời rạo rực trên môi em. Vàng anh ra đi, đi qua lời ước thề, như ngọn sóng bờ mê, vô lòng ta thề tay. Vội vàng anh ra đi, đi qua lời bão giông, như ngọn gió mùa đông, sẽ lòng ta thề tay.
những bài hát mà nhạc sĩ đã sáng tác với âm hưởng của dân ca Tây Nguyên ý, thì là bài nào nhạc sĩ cho là thành công nhất? Vì mỗi bài hát nó có theo kiểu thành công theo kiểu khác nhau. Vâng. Trong góc độ công chúng xã hội học, tức là bài hát được nhiều người ta hát. Thứ em xuất hiện đời làm bài mà rất nhiều người biết. Cái thứ hai là mình tự đánh giá và công chúng cũng thích. Không thích, tự tôi viết ngoài là Gió Bay Về Ngàn. Lẽ nào lời thương anh dành cho em chỉ là lời nói gió bay về ngàn ơi ai. Có một cái loại này tôi thích nhất là tôi thích và công chúng cũng thích. Đó là Ơ Mơ Trắc. Ơ Mơ Trắc là cái bài Con Thương Cho Buồn Thật tôi thích. Câu nào trong đó nhạc sĩ thích nhất? Có cái nắng có cái gió, có nỗi nhớ không mang tên, không mang tên người ơi. Hay là câu ta yêu nhau từ Buôn Ma Thuột, còn thương nhau thì về Buôn Ma Thuột. Để có thể sáng tác những cái bài hát với âm hưởng dân ca thành công như vậy thì là bí quyết ở đây là gì ạ? Có ba điều, tức là ba cái mà để làm chuẩn mực để mà soi vào bài hát. Điều nhất là cái tính truyền thống. Tính truyền thống tức là cái màu sắc dân ca ở trong bài hát. Cái thứ hai là tính bác học, tức là cái sự tính cấu trúc, tính chặt chẽ. Điều thứ ba cũng rất quan trọng mà cũng rất ngang ngọt, đó là cái gọi là tính hơi thở thời đại. Tôi nghĩ rằng là nó, tôi cần phải có ba cái điều trong một tác phẩm của tôi. Và chúng ta sẽ điểm qua từng điều một. Điểm thứ nhất là tính truyền thống, có nghĩa là ví dụ như để viết những bài dân ca Tây Nguyên thì tác giả phải rất hiểu về truyền thống văn hóa Tây Nguyên, đúng không ạ? Một trò chơi nho nhỏ. Vâng. Xin mời đến chúng ta để chơi để tìm hiểu về văn hóa dân tộc Tây Nguyên. Đây là những câu hỏi về những chiếc cồng chiêng của dân tộc Gia Lai. Vâng. Xin được hỏi là dàn cồng chiêng của Gia Lai có bao nhiêu chiếc? Dàn cồng chiêng của Gia Lai rất nhiều chiếc. Và mỗi một buôn làng họ lại có những cái dàn chiêng khác nhau. Chứ là khi nói cồng chiêng có bao nhiêu cái thì... Được rồi, thế chúng tôi sẽ chiếu cái dàn cồng chiêng này lên và riêng về dàn cồng chiêng này thì nhạc sĩ sẽ xem là có bao nhiêu chiếc nhé. Nhạc sĩ đang nhớ ra là có bao nhiêu chiếc không ạ? Tôi chỉ quan tâm cái hồn của nó như nào. Tôi không quan tâm về cái chuyện bao nhiêu chiếc. Nhưng mà ít nhất là nhạc sĩ cũng quan tâm đến ý nghĩa của nó, cho nên chúng tôi sẽ có câu hỏi sau đây. Dàn cồng chiêng này đi theo chiều nào và vì sao? Thực ra thì tôi cũng không để ý là họ đi theo kim đồng hồ hay là ngược kim đồng hồ. Chiếc chiêng đầu tiên là chiếc chiêng gì? Cái chiêng của Ede là chiêng cơ na. Chiêng cơ na là chiêng giữ nhịp. Là cơ na là chiêng mẹ. Thế tại sao chiếc chiêng lớn nhất lại là chiêng mẹ mà lại không phải là chiêng bố ạ? Đó là chế độ mẫu hệ mà. Vâng ạ. Xin chúc mừng nhạc sĩ đã trả lời được một câu hỏi. Đó là chúng tôi là dàn cồng chiêng mà chúng ta vừa nhìn thấy thì có từ 12 đến 14 chiếc và đi theo chiều đàn này đi theo ngược chiều kim đồng hồ bởi vì họ muốn đi ngược lại cội nguồn. Còn chiếc chiêng lớn nhất là chiếc chiêng mẹ bởi vì người mẹ quan trọng nhất đối với họ. Nó đi ngược hay đi xuôi đó tôi không quan trọng gì hết. Thế thì cái và gì quan, quan trọng? Trọng nhất là tôi đọc được cái hồn nào, tôi cảm được cái hồn đó ở trong đó, một cái gì đó ở trong đó mà rất âm nhạc không thể nói được ra thành lời. Thí dụ tôi cảm giác rằng chiêng đây là những chàng trai đánh, chiêng Mana là những Gia Lai đó là những cô gái đánh chiêng, và chiêng Mân Nông là tôi cảm giác là những người chết ra đánh chiêng. Cái tiếng chiêng này có được đưa vào một bài hát nào không? Rất nhiều bài hát, và ngay cả khi tôi đến đây được 1-2 năm tôi đã viết cái bài hát về nhịp chiêng Mông Cơ Xiêng. Chúng ta ở Tây Nguyên bao nhiêu lâu thì mới có thể cảm được như là nhạc sĩ cảm cái âm thanh rồi cái hồn như nhạc sĩ nói? Cái cảm nó lạ lắm. Anh phải có tình yêu mới cảm được. Anh có tình yêu không cảm được. Đến tháng 5 này thì sẽ đúng 30 năm tôi có duyên với lại dân ca Ede và đó. Thì trong 30 năm đó hầu như năm nào tôi cũng lên. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần. Nhưng mỗi một lần tôi đến tôi nghe cũng bài dân ca đó, tôi nghe tôi đều thấy khác. Tôi đều cảm khác. Người Ede chỉ có hai điệu thôi, hai điệu nhạc thôi, mà tôi nghe 30 năm không chán. Đó là điệu gì và điệu gì? Điệu Cơ Ướt và điệu Ây Ray. Có một người đã ở Tây Nguyên 8 năm, sống chung với người Tây Nguyên và nghiên cứu rất kỹ văn hóa dân gian Tây Nguyên. Và có nói một điều chia sẻ riêng với chúng tôi thôi, đó là tôi đã ở Tây Nguyên 8 năm và tôi thấy người Tây Nguyên rất hồn nhiên, thông minh, trong sáng. Chứ không phải là hoang dại, ầm ào và gào thét như là trong âm nhạc của Nguyễn Cường. Đó là một cảm nhận
rất đúng của anh ấy. Rất đúng ạ? Rất đúng chứ. Vâng. Đúng là người Tây Nguyên rất tinh tế. Ngoài ra người ta không, người Tây Nguyên còn rất mãnh liệt. Vâng. Và khi một bài hát đưa ra, tôi nghĩ rằng phải có nhiều chiều. Và tôi thích nhất thì thế tôi à? Rất thích. Vâng. Tôi rất thích là có những cái phản ứng nó khác. Vâng. Bởi vì khi họ đứng ở một cái góc độ khác thì họ sẽ nhìn thấy khác. Tôi đã còn một lần thế này. Hôm ấy là câu lạc bộ nhà báo mời tôi đến để nói chuyện về âm nhạc của tôi, về Tây Nguyên. Đến gần kết thúc thì có một nhà báo cũng đứng dậy nói là: thưa nhạc sĩ Uy Cường, tôi thấy rằng có nhiều người nói rằng những bài hát của anh là phá dân ca đi. Phá hoại Tây Nguyên. Phá hoại Tây Nguyên. Kiến của nhạc sĩ nào? Không biết tôi trả lời thế nào? Không. Rất đúng. Đúng vô cùng. Tôi đã phá, đang phá, và tôi còn sẽ phá nữa. Cái dân ca Tây Nguyên mà bạn đang mà bạn nói là tôi phá, bởi vì nó đã chính cái dân ca đó nó cũng có tội giống tôi, nó phá cái dân ca Tây Nguyên đó trước đó 100 năm, và cái dân ca Tây Nguyên trước đó 100 năm lại phá cái dân ca trước 500 năm. Và điều đó có nghĩa là những bài hát của tôi hiện nay đã có ít ra khoảng vài ba bài nó đã trở thành dân ca. Năm 1986 tôi cùng nhạc sĩ Chu Minh, cùng nhạc sĩ Cát Vận, cùng nhạc sĩ Chí Dục Ninh xuống một cái vùng mà tôi chưa tới là vùng Krông Anna. Lúc đó ông bí thư huyện ủy Krông Anna là ông Y Luyện tiếp đoàn nhạc sĩ. Thì ông Y Luyện với tất cả mọi người, trước khi chúng tôi xin giới thiệu, chúng tôi có một cô y tá tên là Hơ Dê, sẽ hát bài dân ca đi, bài tên là bài Đong Đen. Thế giờ cô hát Đong Đen Đong Đen ta ra ra ra, tức là bài Hơ Dê lên dãy. Nhưng mà người ta nghe đi. Mà cô ấy đã tự đặt đó là Đong Đen. Đung đưa đung đưa. Thế mà và ông Y Luyện, người Tây Nguyên hoàn toàn, và giới thiệu là đó là dân ca ED. Cho chính tác giả. Cho chính tác giả. Sau khi cô Hơ Duy hát xong, tôi đã đứng lên, tôi hát ngay, ngay tức khắc tặng cô ấy bài hát. Hát ngay bài hát là gọi là, tôi dùng ngay cái chữ đung đưa đó để viết, để không phải là viết, là hát tặng ngay cô lúc đó. Hơ Duy hát trên công trường nghe bông, á ha ha ha. Hơ Duy hát trên cánh đồng công na, á ha ha ha. Đung đưa nước, nước thanh thang đập tràn. Đung đưa lúa, lúa thanh thang mùa vàng. Đung đưa cao su, đung đưa cà phê. Đung đưa tình yêu Hơ Duy. Đung đưa lời nói, đung đưa giọng hát. Đung đưa mùa sống công na. Trên công trường nghe bông, á, tất cả cũng hát theo. Và tôi nghĩ rằng đó là một điều, đối với tôi là một điều rất vinh dự. Và hôm nay tôi có nói rằng, tôi cũng rất mong rằng sau này có rất nhiều các có những tác giả nào đó họ lại phá những cái bài này của tôi. Trên nền tảng cái cũ đó là những cái nét dân ca truyền thống thì Nguyễn Cường đã mang vào những cái mới. Và một yếu tố thứ hai như ông nói là có thể làm được điều đó chính là phải có cái âm nhạc Bác học. Vậy thì tác giả có thể tiết lộ là âm nhạc Bác học mà ông được học ở trường ấy thì đã được khéo léo đưa vào trong các cái bài hát như thế nào không? Bài hát của chúng tôi bao giờ chúng tôi muốn xây dựng hình tượng âm nhạc vào trong bài hát đó. Tức là trong bài hát đó có phải có hình tượng âm nhạc, chứ không phải là cầm lời lên là vịn vào lời và đi, đúng không ạ? Vịn vào lời và đi. Yếu tố thứ ba mà nhạc sĩ đã nói tới đó là lắng nghe hơi thở của cuộc sống. Điều này thì thực sự là chúng tôi vẫn chưa hiểu là nhạc sĩ làm thế nào để lắng nghe được. Khoảng năm 1985-86 tôi đi thăm một người bạn tôi ở trên sông Công. Bọn tôi hát, ngồi hát chơi với nhau, nói chuyện với nhau. Đang nói chuyện thì có một người đi qua, đần một cái xe cải tiến, cũng là bạn, cũng quen chết. Nhưng mà ôi Cường đến đây à, anh cho em ngồi hồ chuyện canh được không? Mà xin mời ngồi chơi lúc anh, mà em cũng muốn hát được không? Ôi hát, em hát đi. Thế là cậu hát. Em biết cậu hát gì không? Có cải lương. Điệp ơi điệp la nghe được say sưa, say sưa. Hát xong rồi tôi mới nói cậu hát say sưa quá nhỉ, có đây quá nhỉ. Bạn biết là cậu nói câu nào đó là bài học mãi cho tôi, xong cả đời tôi. Không phải anh ạ, mà tôi giật mình. Không phải anh ạ, không phải say sưa, không phải hay. Em rút ruột rút gan của em ra hát, trời ơi, chữ rút ruột gan nó phải dùng chữ đó mới đúng. Thế tất cả các bài hát mà nhạc sĩ đã từng viết có đúng là bài nào cũng là rút ruột rút gan không? Tất cả những bài hát của tôi là tôi đều làm với mức độ là hết lòng. Có những bài hát tôi viết nhanh lắm,
Ví dụ như bài Hơ Duy vừa hát rồi các bạn nghe. Hay là Đôi Mắt Pleiku, tôi gọi là không gọi là viết được, tôi gọi là ôm đàn hát một mạch. Nhưng cũng như cái bài tôi viết tới 10 năm. 10 năm trời. Vì có những cái chữ mình cảm thấy mình chưa hài lòng. Chỉ một chữ chưa hài lòng thôi. Không dám đưa ra. Dạ. Tôi ví dụ như là bài Tuổi Thơ Tôi Hà Nội nhỉ. Tôi cũng có biết là ông vừa được một cái giải thưởng về một bài hát có tên là bài Bác Sĩ Ơi, giải thưởng của ngành y bác tế. Bác Sĩ Ơi Nụ Cười. Vâng, đấy có phải là bài hát rút ruột rút gan không ạ? Bài hát đó là bài hát mà tôi đã đi thực tế 3 tháng trời. Và khi tôi vào đấy thì tôi mới hiểu ra một điều là tất cả những người đến bệnh viện chỉ có hai loại thôi. Một là bệnh nhân, hai là người nhà thăm nom bệnh nhân. Và cả hai người đó đều rất cần một cái điều là cái nụ cười của bác sĩ. Khi tối ở đó tôi đã viết một cái câu kết là thế này. Bao nhiêu thăng trầm đi qua trong đời, ai không một lần gọi tên em bác sĩ ơi. Có vẻ như lúc nào nhạc sĩ cũng cố gắng nhìn vào điểm tích cực của đời sống. Nhạc sĩ bảo là lắng nghe tiếng đúng, hơi thở đương đại nhưng đó, chỉ lắng nghe những tiếng tích đúng, cực thôi. Hoàn toàn đúng, tôi rất thích điều ấy. Chúng ta phải làm cái gì khi mà xung quanh chúng ta đã có quá nhiều sự thành công, có quá nhiều người hay, có nhiều những cái phong cách, và chúng ta phải chọn ra cho mình một con đường để chúng ta là riêng, là duy nhất và là dấu ấn riêng của chúng ta. Chúng ta hãy cùng tham gia một cái trải nghiệm sau đây ạ. Trước mặt nhạc sĩ là 5 loại cà phê và nhạc sĩ hãy đọc tên từng loại lên ạ. Cà phê mơ màng. Vâng, tiếp ạ. Cà phê lãng mạn. Vâng. Cà phê bổ dưỡng. Cà phê tinh hoa. Cà phê trầm tư. Vâng. Và bây giờ nhạc sĩ là một người thiết kế ra một loại cà phê mới. Nó phải mang một phong cách riêng của mình. Đây là một loại cà phê chưa đề một cái tên gì hết. Và nhạc sĩ hãy đưa ra một tên một loại cà phê. Gì ạ? Chị S gì và chị T? S gì và T? Cà phê ST. ST. ST là cà phê sáng tạo. Cà phê sáng tạo là khi uống vào cà phê, chúng ta được hưng phấn, chúng ta được cảm giác chúng ta mới mẻ, chúng ta cảm giác sảng khoái, và từ cái đó chúng ta có những các cái làm được những nhiều việc mà mình mong muốn. Tên của những cái loại cà phê này có thể liên tưởng đến những cái loại nhạc hiện nay và cái loại cà phê mới của nhạc sĩ vừa đưa ra có phải là có chứ. Chính là dùng để đặt tên cho các loại nhạc của nhạc sĩ không? Nếu tôi nói là để đặt tên cho các tác phẩm của tôi thì tôi nghĩ rằng nói về mình hơi vô duyên. Nhưng mà cái mơ của tôi là thế. Nguyên tắc để làm ra được một sản phẩm mới trong thị trường là gì? Trong cái mà gọi là làm nghệ thuật ấy chỉ có hai loại. Loại nhất, người chạy theo công chúng. Loại thứ hai là kéo công chúng chạy theo mình. Thì cái kẻ sáng tạo bao giờ cũng là người kéo công chúng chạy theo mình. Làm thế nào để kéo công chúng chạy theo mình? Cái đó là cái bánh lực của chính sáng tạo của mình thôi. Chứ không thể bằng PR được, cũng không bằng một cái gì hết. Vâng. Bền vững nhất là chính cái tác phẩm của mình, nó kéo công chúng vào đến với mình. Và cái công chúng này, nó có thể lúc đầu tiên nó không ồ ạt, nhưng sau đó thì nó sẽ nhiều hơn lần lên. Và có lần tôi đã nghĩ rằng những bài hát thế nào là bài hát của mình. Bài hát của mình là bài hát chỉ có mình mới làm được thế vậy. Và mình cũng chỉ là một lần đấy trong cái bài hát đó. Đấy là cái sáng tạo tích cực. Chúng ta sẽ tạm dừng câu chuyện để lúc này là nghe một bài hát mà cá nhân tôi, một trong những bài hát mà tôi thích nhất và cũng là một trong những bài hát rất là thành công của nhạc sĩ Nguyễn Cường, đó là bài hát do ca sĩ Minh Quân sẽ trình bày sau đây ạ. Tôi thơ tôi
xa thần xa, những mái nhà ngói xô bài ca, những gì đã qua lại bao la vòng về. Phía sông Hồng, những kênh buồm, những kênh buồm nâu, những con thuyền dắt nhau về đâu, bãi dâu chiều khuất xa. Sông Tây Hồ, tiếng chuông chùa vắng xa thật xa, những mái nhà ngói xô bài ca, những gì đã qua quả thật là khi nghe bài hát này thì tôi thấy bạn Minh Quân đã mang lại một cái sự trẻ trung cho bài hát, rất là thú vị. Có một câu hỏi tôi muốn đặt ra là người ta hay nói là khi mà trong cuộc sống nếu như mà muốn có được một cái định vị chiến lược một cách rõ ràng về mình ý, thì là có một số quy luật mà phải tuân theo. Ví dụ như là nếu mà chúng ta là nhạc sĩ chuyên viết về Tây Nguyên thì chúng ta cũng không nên viết về những cái nơi khác nhiều quá. Chúng ta chỉ nên viết về Tây Nguyên thôi. Vậy có vẻ như là nhạc sĩ không tuân thủ lắm những cái kỷ luật trong sáng tác này nhỉ? Đề tài đối tôi không quan trọng. Đối với chúng tôi là cái chất liệu âm nhạc là cái sống còn là quyết định. Cái chất liệu đó nó dùng để viết một cái đề tài gì? Trong đời tôi có hai cái chất liệu. Là mà tôi nghĩ là tôi sẽ xài cả đời. Đó là? Đầu tiên là âm nhạc Tây Nguyên. Âm nhạc Tây Nguyên gồm có Gia Lai, Ba Na, Ê Đê, đại loại thế. Và Sê Đăng. Và Đồng bằng Bắc Bộ là cái dòng máu của tôi. Ví dụ như bài hát vừa rồi thì đã có âm hưởng của dân ca gì ạ? Nó gần gũi với cái gì người Kinh thì Đồng bằng Bắc Bộ. Để mọi người có thể hiểu hơn một chút nữa thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một trong những người làm công việc sáng tạo cùng với nhạc sĩ Nguyễn Cường, đó là một nhạc sĩ phối khí Minh Đạo. Mặc dù là tôi làm rất là quen nhưng mà gần như mỗi một lần mà bắt đầu mình làm một cái tác phẩm mới của Nguyễn Cường thì nó gần như là một cuộc vật lộn. Đấy, không hề đơn giản đấy, và mỗi một bài nó đều khác nhau chứ không phải là mọi người đều nghĩ làm quen cho ông này thì là dễ, nhưng hoàn toàn không phải như thế. Rất khó, nhạc của Nguyễn Cường là rất khó, tại vì đấy là một thứ âm nhạc mà cái năng lượng nó lớn. Nếu như mà người phối khí mà không có, thứ nhất là về thủ pháp âm nhạc này, rồi về những cái kinh nghiệm này, thì sẽ không thể đáp ứng được những cái mong muốn của cái nhạc phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Cường nó ẩn chứa ở trong bài hát đó. Thế nếu như mà dùng từ dầu năng lượng ở đây thì nhạc sĩ đã thấy đúng là cái tính từ để mô tả về dòng nhạc của mình chưa? Có lẽ tôi nghĩ rằng là nhạc sĩ Minh Đạo đã nói rất chuẩn xác cái điều. Để hình thành được cái cá tính này, cái phong cách này ấy, thì là theo nhạc sĩ là chúng ta mất bao nhiêu năm? Cái này không hình thành, cái này là tôi nghĩ rằng cái này là cái mà tự có thôi, tự giờ cho thôi. Tức là ngay từ bài hát đầu tiên của ngay nhạc sĩ từ bài đã đầu như tiên thế. Thì đã thế rồi, và tôi xin nói là ngay cả cái cho đến bây giờ tôi vẫn không thể nào viết được bài hát mà tôi cảm thấy cái đầy năng lượng và thú vị và lặp lại được một lần nữa. Tôi mơ ước lặp lại một lần nữa và không bao giờ được bài Hò Biển. Tôi biết đó là cũng là gần như là một tác phẩm đầu tay của tôi. Bây giờ chúng tôi có một bức thư gửi tới chương trình và xin mời nhạc sĩ sẽ lắng nghe. Kính chào thầy Nguyễn Cường. Không biết thầy còn nhớ em không? Em là một sinh viên của trường Đại học Mỏ Địa Chất. Và thầy đã từng là ở trong phòng công tác sinh viên. Thầy còn nhớ không? Thầy đã phụ trách công tác văn nghệ của trường. Thuở đó em cũng không ngờ rằng thầy sẽ một ngày trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng như ngày hôm nay. Khi ấy em nghĩ rằng là thầy chỉ là một người để tới với chúng em là để cho những bài hát chúng em trở nên thú vị hơn mà thôi. Xin đặt một câu hỏi với thầy là vì sao thầy lại để dành nhiều thời gian ở với chúng em như vậy mà khi đó thầy không làm nhạc như bây giờ? Thì có phải là con đường âm nhạc của thầy đã dày dặn hơn không? Kính thư sinh viên cũ của thầy. Tôi nghĩ rằng không phải là cái thời kỳ đó mà sao tôi không viết.
Vâng. Để cho bây giờ cái khối lượng nó dày hơn. Vâng. Phải. Cái thời kỳ đó cũng viết. Chỉ có là cái viết âm ỉ trong lòng mình. Nó như là, tôi nghĩ rằng nó phải như là cái gì đó, nó nhen, nó đủ lửa, đủ tất cả mọi thứ, độ nó phải chín. Vâng. Nhưng mà chín hơi lâu ạ. Như vậy là nhạc sĩ Nguyễn Cường đã nhen nhóm ngọn lửa này đến 20 năm ở trong trường mỏ. Tôi không tưởng tượng được. Không, không phải. Không phải 20 năm. Không phải. Tôi ở trường mỏ là hơn 20 năm. Vâng. Nhưng mà đi Tây Nguyên thì vẫn là công tác ở trường mỏ. Vẫn gọi là công tác ở trường mỏ. Tôi rất là biết ơn trường đại học hóa chất. Vâng. Khi trường cử tôi đi học, thì đáng nhẽ là một người là cán bộ đi học thì phải về trường công tác, nhưng mà tôi hoàn toàn gọi là cán bộ đi học, nhưng mà hoàn toàn học như là một sinh viên học học chính quy, tức là không có một giờ từ khi đi đến khi học xong là hoàn toàn vẫn ở trường nhạc. Sau khi ấy phải về trường bỏ thì tôi thì các anh ấy lại nói là thôi không cần phải về, các anh cứ sáng tác cho cuộc đời cũng là động viên cho sinh viên trường bỏ rồi. Vâng. Và tôi cũng viết rất nhiều bài cho sinh viên trường bỏ. Vâng. Và cả quá trình tôi đi Tây Nguyên cũng thế. Và tôi cũng rất là ngạc nhiên là năm 1964 đến 66 thì nhạc sĩ đã ở trong đoàn Tây Nguyên. Vậy tại sao không tiếp tục ở trong đoàn Tây Nguyên mà lại nó có một cái tích tắc lạc lối đúng, của mình đúng. Ở trong trường mỏ mất đến 20 năm. Khi đoàn ca múa Tây Nguyên khi tôi đến thì chuẩn bị làm chương trình để chuẩn bị đi vào Nam. Vâng. Thì xảy ra một cái trường hợp là có một đoàn văn công là bị B52 nó giải tán. Cho nên Bộ Văn hóa quyết định là không để đoàn văn công Tây Nguyên. Bởi vì đây là hạt giống, cho nên để đoàn văn công Tây Nguyên ở Hà Nội để làm cái nhiệm vụ là phát những bài hát Tây Nguyên cho cái đài phát thanh giải phóng. Thì đoàn cái Nguyễn Tây Nguyên đã sát nhập với đoàn ca múa miền Nam, trở thành đoàn ca múa miền Nam, và một số người là nó thừa, thì lúc ấy tôi xin về công tác trạng địa trưởng đoàn báo chất. Trở lại câu chủ đề ngày hôm nay của chúng ta là hoạch định cái chiến lược cuộc đời của mình ấy. Sau tất cả những câu chuyện chúng ta đã kể với nhau thì nhạc sĩ có thể tóm lại chúng tôi biết là với những người mà đang còn băn khoăn về con đường đời mình đã đi như thế nào thì làm thế nào để có thể biết được hoặc là có thể sắp xếp được, lên được kế hoạch cuộc đời như mình mong muốn. Tôi thích câu đó, câu nói như là khổ tử ấy. Thắp một đèn nhỏ còn hơn là ngồi yên một nguyên rủa bóng tối. Vâng. Anh hãy đi, đi đi mãi cho tới thiên đường, một thiên đường vừa đúng kích cỡ của anh. Xin cảm ơn nhạc sĩ về cuộc trò chuyện vô cùng thú vị ngày hôm nay. Old New Sorrento, đẳng cấp vượt trội.